Yeah. Không nên lao vào hiểm nguy, kiến thức là không thể thiếu. Gen Z luôn phải sành đi, ai sành đi là sành điếu. Đi đúng là thì bạn chất, lấn vạch liền là bạn quê. Am hiểu là quan trọng nhất, văn minh thì ai mà chẳng mê. Gọi biển xanh là đại dương nhưng mà biển biển đỏ chắc chắn là biển cấm. Biển nền xanh là chỉ dẫn hoặc là hiệu lệnh cần bạn phải để tâm. Xe máy hay là ô tô cũng phải giữ khoảng cách và để giữ khoảng trống. Chụp ảnh sáng thì ngầu nhưng mà đi ngược chiều thì chắc chắn là không. Tin chuẩn bạn ơi, phi vào đường cấm thì thôi, mời bạn đi vào nhà chơi chứ chiếc hộp biển báo mà ra đường là giờ hơi. Thôi bạn nghe tôi, đọc biển chính là chưa đủ. Đôi khi dưới đó còn có biển phụ, bạn mà hiểu hết chắc chắn bạn có gu. Đã ăn mặc bảnh bao, nhớ hộ tôi cả biển cảnh báo. Chứ va chạm rồi lại rước cả họa vào thân thì phải làm sao? Đừng đột ngột bẻ hướng, nhớ để ý cả vạch kẻ đường. Tuân thủ luật để con đi về nhà có ba mẹ thương. Mình chỉ cần đi đúng và quan sát thì mọi âu lo sẽ không xa. Gen Z ở giàu tâm trí đi xe đúng luật không phải nghĩ nhiều. Chỉ cần đi đúng và quan sát thì mọi âu lo sẽ không xa. Gen Z ở giàu tâm trí đi xe đúng luật không phải nghĩ nhiều. Lái xe văn minh. Chia sẻ những điều hay trong tối nay, cùng xây một xã hội văn minh, người Việt thêm đẹp thêm xinh, an toàn giao thông sẽ được tuyên truyền đi xa mỗi ngày. Trang bị đủ gương chiếu hậu cũng là cách làm gương cho những đứa trẻ ngoan. Mũ bảo hiểm, găng tay, áo giáp và còn nhiều thứ khác khi đi xa cần mang. Còi báo hiệu, phanh đúng cách và phải đi từ từ. Nhanh một giây có thể chậm cả đời, nên là thôi ông tướng ơi đừng lao vù vù. Vì tốt cho bạn, tốt cho tôi, giao thông văn minh và sống cho vui. À, nếu an toàn là số 1, an toàn mới là số 1. Không quần và không nô là sẽ an toàn bảo vệ bản thân. In your mind, ta chẳng thể dùng một đời hai lần. Trời tối thì bớt đèn xe, nè baby. Mai sao mà bớt xe nha, nè baby. Đâu một chút xíu nha, từ từ rồi cũng sẽ đến nhà. Đèn đó rồi sẽ nhận qua một xe. Chờ đợi là hạnh phúc hả? Cứ quan sát xung quanh, khi ta đang muốn thêm điều gì? Đèn đó rồi sẽ nhận qua một xe. Chờ đợi là hạnh phúc hả? Cứ quan sát xung quanh, chỉ cần đi đúng và quan sát thì mọi âu lo sẽ không xa. An toàn dần dần.